allá. Cha hết kiên nhẫn ngồi em. Thả lỏng giùm chị nha. Lỗ này 250 rồi. Qua tay giờ này mắc lắm chị. Qua tay giờ mua như mua vàng vậy, ngước ngước chị nghe không? Giờ khẩu trang thì rẻ chứ bao tay thì nó mắc. Đợt mấy thứ mà anh trữ khẩu trang như vậy chắc chết. Giờ khẩu trang nó bình ổn giá không có lên, giờ vàng nó lên. Anh có hút thuốc không? Không, à, anh thuốc không có uống, hút rượu không có uống.
gì vậy trời. Ơi. Ai sợ ơi. Thiệt là vãi chữ. Vậy rồi hỏi sao nó ra dễ. Nó phân khúc thành hai đoạn. Đầu xong với cuối xong. Cái này có bị đau không?
Chưa, chị lấy cái này ra đây. Cái lỗi quá, ok. Ok, tắt đi.